Chào các bạn, mình tên là Dũng, là kỹ thuật viên của Video Shop. Thì trên tay của mình là một chiếc micro E3 có mã hiệu là V300. Và Video Shop đã làm những video về sản phẩm này rồi. Thì cái mục đích chính hôm nay á, mình muốn cho các bạn biết á, là mình sẽ test một cái khả năng cực kỳ hay của con này. Đó là bây giờ mình sẽ test cái khả năng chống va đập của con E3 V300 này, và đồng thời mình sẽ test luôn cái khả năng tự cảm biến của nó. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 6, 7. Và như các bạn cũng thấy rồi đó, thì khi mà micro của chúng ta rơi xuống á, thì đồng thời lúc đó cái cảm biến tự ngắt của nó cũng sẽ hoạt động theo. Nó sẽ không thu những cái tín hiệu lớn đột ngột nữa, và giúp bảo vệ cho loa của chúng ta khỏi những tình trạng gọi là bị đứt trep, đứt bắt. Tiếp theo, mình sẽ test cái khả năng chống va đập của micro này ở độ cao là 1m. Alo. Và như các bạn cũng thấy rồi đó, thì cái củ mít của chúng ta không bị chạy xước hay mất méo gì. Độ cao 2m, bắt đầu. Và anh đã cần gì nhiều ngoài em. Và như các bạn cũng đã thấy rồi đấy, anh ấy thật là trâu, phải nói là rất là trâu, không chịu móp. Sau 3 lần bị mình hành hạ thì cái con E3 V300 này á, vẫn chưa có dấu hiệu bị hỏng. Thì bây giờ mình sẽ cho nó đi giết chùm cuối nha. Mà chùm cuối ở đây có nghĩa là mình sẽ quăng lên và để nó tự do. Mình sẽ bật micro lên trước. Alo. Và như các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì một phần vỏ của nó bị rớt ra, nhưng mà cái tiếng của nó vẫn bình thường và hoạt động. Alo. Em ơi, em có nghe không? Bao nhiêu ngày qua, tình yêu sao còn xa hơn người. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái khả năng chống va đập của con E3 V300 này? Thì hãy comment bên dưới để cùng VDA Shop thảo luận với nhau nhé. Và V300 sẽ được bán tại các showroom của VDA Shop với mức giá 5.100.000 đồng. Và nếu các bạn muốn mua một bộ thì các bạn có thể đến ngay cái showroom của VDA Shop để được các nhân viên hỗ trợ trực tiếp, hoặc còn qua số hotline để được các nhân viên hỗ trợ nhanh chóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.